4 phần xôi, 5 phần ăn. 2 phần xôi rồi, 3 phần xôi, 4 phần xôi. Đó, cả nhà thấy lạ chưa? Xôi mà ăn với thịt kho hột vịt với lại những cái loại này. Hello, chào mừng các chú anh chị và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Đâu rồi? Phường á, giới thiệu quán Bamba. Bamba đường thuốc nhuộm. What the hell? Lộn. Thợ nhuộm. Thợ nhuộm. Mình nhầm, đường thợ nhuộm nha. Mình kiếm ở đó không có. Không biết là quán nó sẽ nằm ở đâu. Anh mới đến mà anh đi như hành quân á. Thì thôi anh đừng kiếm nữa. Không phải 33 mà là 30A. Đây. Xin giới thiệu cả nhà, đó là quán Xôi Nguyệt, ở địa chỉ là số 30A Thợ Nhuộm, quận Hoàng Kiếm, Hà Nội nha. Đó, thì mình đi ra ngay hồ Hoàng Kiếm rất là gần cả nhà. Đó, và đây là một trong cái 36 của phường anh. Và cả nhà có thể coi đây không gian nè, bây giờ Võ Sư Lộc sẽ đến đây để trải nghiệm cái món xôi ở ngoài Hà Nội như thế nào. Rất là đặc biệt luôn. Dạ, rồi mình vào nha cả nhà. Đây. Dạ em chào. Chị đang bán. Đây là khách order đúng không chị? Đúng rồi. Dạ. Nè. Tô này em thấy có vẻ to hơn những cái tô hồi nãy đúng không? Đây là nhiều xôi to. Nhiều xôi. Dạ. Thì quán mình bán đây được lâu chưa chị? 22 năm rồi. 22 năm. Đó. Mình bán ở ngay vị trí này luôn hay là trước đây mình có bán vị trí này đây ạ? Thì quán mình bán là từ mấy giờ đến mấy giờ ạ? Từ 5 giờ chiều đến 11 rưỡi ạ. 5 giờ chiều 11 rưỡi. Và một tô mình có nghĩa nào không em? Không ạ. Không. Đây là món gì vậy em? Đây là món gạch nè. Zim. Là nước thịt. Gạch zim. Tim zim. Ồ, và ở đây là anh thấy là có cái 13 đi. Cái này là gọi là cái gì em ạ? Pate. Pate. À, nhìn cũng giống hay hơi giống trong miền Nam. Là pate chứ mày. Một phần xôi của mình á, như vậy là sẽ có giá bao nhiêu em? Phần xôi pate với gạch zim này sẽ giá là 80.000đ. À. Đây. Là hai cái này nè cả nhà, là 80.000đ nè. Ngoài cái không gian ở trong nhà thì quán còn có không gian ở bên đây. Đó nè, có thể ngồi ở ngoài này nha. Thì cái đó là cái xôi pate. Và anh thấy đặc biệt cái bên em là có cái thịt này đúng không em? Rồi, đây, thịt kho. Và cái trứng cũng là nữa. Cái trứng ở đây là chắc là mình có chiên qua trước đúng không hay sao? Đúng rồi, trứng là trứng rán. Bên trong là lòng đào. À, bên trong là lòng đào. Mà bây giờ mình nấu thêm như vậy nó có bị chín không? Hay nó còn giữ lòng đào? Khách ăn chín thì sẽ có chín. À, hay ha. Hai trứng thì chưa. Rồi cái ốp la cũng vậy nha cả nhà. Họ có cái màu cũng và đây nè. Còn đây là xôi, xôi thì sẽ ở bên kia. Ví dụ như mà mình ăn một phần thịt. Ôi nè, chỉ cắt thịt ra nè. Như cái phần này là bao nhiêu em? Là 50.000đ. 50.000đ. Phần này anh nghĩ chắc là bestseller ở đây ha, bán đắt được nhé. Thì ở đây anh thấy là mình có thêm gà em. Cái này mình ăn với xôi luôn hay sao em? Ăn với xôi. À. Mình còn món nào khác không? Có gà sống đấm, mì và miến nữa đúng không? Đó. Em ơi, bên đây anh thấy mình có chả đúng không em? À. Giò chả lợn. Giò chả lợn. Là mình mì xào. Mì xào đây. Đó, ngoài xôi ra bên đây còn có mì xào nữa. Một phần như vậy bao nhiêu vậy chị? 60.000. 60.000. Dạ. Rồi cảm ơn chị nha. Rồi thầy Long ơi, chắc giờ tới tiết mục của mình. Thầy Lộc đang lấy đồ. Bốn phần xôi, 5 phần ăn. Ở đây là chị sẽ chiên trứng sẵn, rán trứng sẵn. Sau đó là nếu mà ăn thì chị sẽ cho vào trong nồi chị nấu cùng. Để mà cái trứng nó sẽ thấm với lại cái nước. À, chả mình cũng nấu cùng vậy luôn hả chị? Cho nóng. Dạ, cho nóng. 5 phần đồ ăn á, thì có chị lấy giùm em á là
ví dụ như một phần thịt nè, một phần trứng tròn, một phần trứng chiên, rồi một phần chả, một phần chị lấy xôi vô trước á, chị đã răng lên trên. Phần xôi chị sẽ để bên cạnh. À, để bên cạnh em à. Mỗi phần này mà cái này to đùng ngòn. Rồi, coi như em để chị trang trí cái dĩa luôn. Dạ. Đó, cả nhà coi thấy là chưa? Lần đầu tiên mình mới thấy quán xôi bán như vậy luôn á. Xôi ở bên đây nha cả nhà. Rồi chị lấy chị bỏ ở đây. Hai phần xôi rồi, ba phần xôi, bốn phần xôi. Dạ, chị lấy cho em chả luôn đi. À. Rồi cái này là chả chiên đúng không? Rồi chị cho em thêm một miếng chả bò đi. Đó. Rồi và cái lạp xưởng. Cái này là gà đúng không chị? Còn cái nước đó thì mình có trang vào không chị? Mình để bát ở ngoài. À, để bát ở ngoài, nếu mà ăn thì mình trang riêng. Rồi. Còn pate. Rồi pate nữa nè. Chị ơi, trước giờ chị có làm dĩa xôi to như vậy chưa? Mà em nói chị cái này nè. Dĩa này là một người ăn á. Đúng rồi, ăn hết vô đây là một người. Anh này nè, mình ảnh ăn. Dĩa này ít nhất là phải 4 người ăn. Rồi. Chị, các em nhờ chị trang cho em một miếng nước lên cái xôi này nhìn cho nó đẹp nha. Ít ít thôi, để cho nó có cái màu quá mà. Đây. Đó, cả nhà thấy lạ chưa? Xôi mà ăn với thịt kho hột vịt với lại những cái loại này. Rồi. Rồi thầy Lộc ơi. Chắc mình bê bên đây đi. Phần kia. Bát ở ngoài, họ mang ra sao? Đây, ra rồi. À, cái này là mình thập cẩm đúng không chị? Vâng, à, ví dụ như cái chén đó thì mình bán bao nhiêu ạ? 55.000. Đừng có đổi vàng nhá. Đó, đây là mình ăn kèm thêm với cái loại này nữa nha. Rồi, mình mang nó bàn thôi thầy Lộc ơi. Cảm ơn chị nha. A few moments later. Oh, anh đi này. Anh đi lại. Phải rồi, phải rồi. Đây là một có sư đệ của mình đi theo để ủng hộ mình, đồng môn của anh em mình cũng ở trong lớp võ. Đây là bạn Lời. Bạn Lời thì lúc trước là ở trong Nam nhưng mà nay bạn ra ngoài Bắc để làm việc đúng không Lời? Ừ. Đó, thì hôm nay mình ra Bắc có dịp mà mình giao lưu luôn với bạn Lời luôn. Thì giờ bạn Lời sẽ ăn cái tô đó. Còn bỏ xin lộc ăn cái dĩa này. Đó. Nè. Hấp dẫn lắm nha. Giờ bỏ xin lộc và Lời sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. 3 2 một bắt đầu. Mời ông bà cô chú và quan viên hai họ mời lại quốc nào. Vô ăn đi anh. Đây quay cái gì đi. Biết sao hôm nay mình không mang cái đĩa cái mũ inox không? Tại vì nó bị qua hình hải quan đúng không? Qua hải quan nó sôi, nó sôi bị kêu á. Cho thêm miếng pate nữa nè. Rồi chén hấp dẫn quá nè. Chan thêm một miếng nước này vào. Wow. Đừng quên một miếng dưa leo. Quá wow. Sao bao giờ đây ăn rất là cái vị gan á, nó sọc thẳng lên mũi mình luôn á. Nhưng mà khi ăn vào á cái xôi nè nó không có bị nhão. Dạ. Còn với việc mà có thêm cái nước mà thần thánh nè, nước này vào á cảm giác như là mình đang ăn kết hợp với món ăn ngày Tết vậy á. À. Thịt kho vậy á. Vô. Thì bỏ xứ lọc dời ra ngoài một xíu để cho nó có ánh sáng cả nhà. Ở đây là cuốn tim. À. Cuốn tim và tim. Cái dưa leo đó nó có cái vị gì ạ? Nó hơi ngầm á, hơi chua chua chút quá. Dạ. Dưa leo chua. Đâu một miếng pate vào. Xem thêm một miếng nước vào. Cái nước ở đây là họ để riêng nè cả nhà. Chứ cái này á rất là đặc biệt Hùng ơi. Phải mời em thôi. À, mời em á hả? Để phía sau á. Rồi kẹt xe rồi. Rồi cảm ơn thầy Lộc nha. Để phía sau mà em ăn á thì sợ xo nó bị nhão á. Ồ. Pate. Rồi tim nè. Cuốn tim. Rất là hấp dẫn. Hay. Cái vị pate ở đây cũng không giống như ở trong Nam.
cái mùi gan nó nồng hơn. Ở đây á, pate, pate gọi là đặc sản ở ngoài đây, nó không như pate trong Sài Gòn. Ở cái lớp miếng cực nè, miếng cực thì giòn giòn. Pate cũng làm bằng gan nhưng mà sực người ta làm theo công thức riêng hả? Là nó là cái vị nó sẽ đặc trưng hơn. Nhưng mà lại ơi, em phải thử miếng này thôi. Cái lạp xưởng này người ta chiên giòn quá. Cùng ơi. Anh chị gắn vào ngoài ơi. Quay quay cận nè, quay cận nè. Anh chán nó vào. Dạ không. Lạp xưởng. Anh chán không ạ? Đây. Đây. Cật. Cho thêm một miếng gà nữa nè. Ở đây gà họ giống như họ cũng đã nấu qua rồi nè. Đúng rồi, nấu qua. Nó có cái màu hơi nấu nâu. Nước thần thấm nè. Dạ. Ôi da. Ồ. Có thêm một cái miếng lạp xưởng vào nữa, chắc là cái mùi vị nó sẽ có một miếng thay đổi. Miếng gà à. Ăn miếng gà vào á, đúng là cái chất mà người bắt luộc rồi à. Nó còn vị ngọt, rất là ngọt trong con gà này. Nhưng mà sau khi cái răng răng nanh của mình á chạm vào cái lạp xưởng một cái là cái lạp xưởng đó chiên khô queo luôn à. Nó giống như là lương khô vậy đó. Nó đã làm cho cái vị ngọt của gà thấm qua miếng lạp xưởng. Dạ. Sau đó lửa mình á luồn một cái ô chạm cái cuốn tim vào á, hòa quyện lại giống như là em biết cái máng chuột trong đầm sen không? Biết, biết cái cuốn tim nè. Nó làm cái máng chuột á nó sẽ theo nó hút ở bờ ống đen á, nó hút quá. Cái vị đó xuống trong cổ họng của mình. Tạo ra một vị rất là đặc biệt. Các bạn Hà Nội ơi, điểm danh cái nào? Miền Bắc điểm danh cái nào? Anh em mình đang ở ngay phố Thợ Nhuộm nha. Hồi nãy mình nói thuốc nhuộm. Thuốc nhuộm á. Cho nên mình sai á, mình xin lỗi nha, mình tát con miệng mình một cái nè. Xin lỗi là phải bị phạt rồi. Phạt gì nữa? Uống hết cái chén này. Mặn á anh Liên. Tiếp nào. Em uống xong là không ai có quay clip cho anh đâu. Trứng nè, trứng nè. Cho thêm xíu pate. Cái đó là cái gì chứ? Pate, pate. Thuốc á. À. Bông. Mình thấy á, trong quán là có không gian. Nhưng mà đa số là khách họ sẽ gọi chọn ngồi ăn ở ngoài nè cả nhà. Chú em giờ đâu ngủ? Em giờ đâu ngủ? Hôm qua bên chỗ anh ngủ đi, anh Như giường rồi. Anh Như giường, mai quay luôn. Mai quay á, em chưa tắm, em về em tắm đã. Đi làm cả ngày rồi. Qua món này Hùng ơi. Đâu, món nào? Đây, đây, đây. Thịt ba rồi. Nhưng mà cái thịt này á, anh thấy nó đặc biệt hơn những cái thịt mà mình kho tàu là biết chỗ nào không? Là cái màu của nó, cái độ mà dày của miếng thịt á, người ta sẽ cắt nó chỉ dày khoảng một lóng tay thôi à. Để đảm bảo là cái thịt khi mà bỏ vào cái nồi nó sẽ thấm cái nước đó. Ok. Đúng là anh nói không? Thịt rụt rồi. Nó không chỉ thấm cái nước mà nó còn giúp cho mỡ nó chảy ra bớt nữa. Nó không bị quá béo à. Nhìn hấp dẫn quá, nhưng mà cả nhà ơi tiếc lắm. Do là anh em mình cũng đến đây là cũng hơi tối rồi. Nên chắc là ăn được quán này thôi là ngày mai là mình không ăn quán mới tới này mình. Rồi mình review con Hồ Vlog. Thanh Tú Hồ Gươm. Cũng được, cũng được. Chào anh. Ở đây là có một anh ở ngoài Hà Nội. Tụi em ở Sài Gòn ra review ẩm thực á. Dạ. Dạ. Cái này là 4 phần xôi với lại chắc 5 phần 6 phần á. 6 phần. Lúc thấy anh ấy cần đi anh ấy chụp quán em thì cho. Dạ. Dạ. Ở trong miền Nam em cũng đi được 600-700 quán rồi. Xong rồi cái hôm nay có dịp em ra ngoài Hà Nội á, em giới thiệu cái ẩm thực ở Hà Nội. Anh ấy nhường lắm. Dạ. Nhưng mà chắc nhường lắm. Thì em lại hẹn đợt sau thôi. Tại vì chiều mai em đi. Ngày mai em sẽ review thêm 2 quán nữa. Đó, anh này anh nói cả nhà. Ở ngoài miền Hà Nội này là rất là nhiều quán. Nhưng mà thời gian không cho phép. Hà Nội với thành phố Hồ Chí Minh mà. Dạ. Hai cái đầu tàu của cả nước mà. Đầu tàu về kinh tế cũng là đầu tàu về ẩm thực luôn. Đúng rồi á, từ khi mà mình đi từ Ba Vì á thì mình thấy đường phố cũng như là người dân ở đó cũng lôi thưa thôi chứ không có đông. Nhưng mà mình ra tới Hà Nội trung tâm cái là đông, rất đông luôn. Và những tòa nhà cao tầng. Nhưng mà em chú ý ở Hà Nội sao? Những cái phố cổ á vẫn còn giữ được cái nét cổ kính à. Có nghĩa là phát triển nhưng mà không có bỏ lại những cái yếu tố truyền thống. Để làm sao hài hòa và những yếu tố đó. Dạ.
tuy là hiện đại nhưng mà có cái nét cổ điển. Giống như là ăn trong nhà nhưng mà có bên cái đường đó nè, quay cho cả nhà còn tao bên đây đường. Cái nét cổ điển đó là ăn ở trong nhà. Dạ không ạ. Còn cái nét hiện đại là mình sẽ ra ngoài mình ngồi ăn nha. Nét cổ là mình ngồi ăn ngoài. Nét hiện đại là luôn nhà. Nhưng mà anh chưa review cái món em thích rồi. Đây, cái món này là cái nhà. Cái món chả bò nữa nè. Thử nha. Ăn anh. Trứng này hình như là chị đã chiên qua sơ rồi đó. Ở đây không gọi là chiên. Ở đây gọi là rán. Rán qua rồi. Chiên ngập dầu của cả nhà. Đó. Nè, trứng vịt. Trứng vịt. Anh thấy cái lớp bên ngoài luôn nè. Còn cái lớp bên trong là trứng nè cả nhà. Nhìn nhìn nó giống cái bánh cam quá Hùng ơi. Wow. Wow. Cái trứng này em không thử là không được rồi. Vậy hả? Không thử là mất đi thanh xuân rồi. Cô biết chạy chở rồi lại. À, biết ở đây đến 8 giờ luôn anh. Ghê vậy? Cái đường thời nhuộm này á, tuy là mình thấy nhỏ thôi cả nhà nhưng mà có rất là nhiều xe đi. Tại vì mình nghĩ chắc là cũng là đường để mà mình di chuyển qua bên cái họ phải đi đường này để họ đâm ra những cái đường lớn. Đường này là lên đây. Còn đường trước kia là đi xuống trước kia. Là một chiều, tất cả một chiều hết. Ở đây là đi lên đây là một chiều. Còn ở dưới bên kia đi xuống trước kia là một chiều. Ủa. Dạ nó ăn với em đi ngược chiều hả? Cái gì nữa. Em phải đánh một vòng á. Nhưng mà không sao. Anh ra điên lợi. Anh điên lợi nói ủa đường này đường 2 triệu anh ơi chạy đi. Anh em này mới ra mà mới ra 4 tháng nên cũng chưa rành lắm. Thôi từ từ năm sau ra chắc lợi dắt mình đi ăn. Những cái món gì mà Hùng nói là Hùng thích á là anh sẽ trang trí vào đây cho em. Thôi anh ăn đi. Đúng rồi. Chuẩn nè. Nên này trứng là gọi là chả bò luôn á. Ở đây điểm nhấn là miếng trứng không phải là trứng kho không mà là trứng đã được rán. Còn đây là miếng chả bò. Chả bò đặc sản ở Đà Nẵng nè. Xôi mời cả nhà nha. Rồi ăn xong chưa? Thật lắm. Trời. Rồi là lần đầu anh ra làm clip review ở Hà Nội á thì anh có suy nghĩ gì lòng? À, rất là vui. Rất là vui. Anh nghĩ là fan ở Hà Nội á của mình á tuy ít comment nhưng mà cũng rất là nhiều người xem clip ở Hà Nội. Anh mong là clip này lên á mọi người sẽ điểm danh để cho mình biết được Hà Nội vẫn luôn là gì đó ở trong tim, trong lòng của chúng ta, giống như là câu nói á, thủ đô luôn ở trong tim. I love you Hà Nội bạc bạc. Bạn tính đi review gì? Bán gì? Ta ăn phở quá. Phở đi. Phở với bún chả. Phở luôn. Cái nào đặc biệt nha. Đặc biệt cũng nha. Lòng khách chút. Ai ăn bún chả qua màu? À không. Sáng cái hùng không có ai. Cái bà đó không bán. Cái bà bán à, cháo lòng rồi. Đây Hà Nội bán cháo lòng. Ờ, nhiều món quá hả? Cháo lòng rồi bún chả rồi cháo lòng rồi bún chửi của cháo lòng ở Hà Nội á sẽ làm theo cái công thức khác á. Còn bún chửi là sao? Đó Hà Nội chửi cho nó em. Thì mình đến mình nói chuyện với cô trước. Gì? Nếu mà cô chửi thì mình về luôn. Vỗ tay, vỗ tay. Cô không mình nói. Cô còn có tính cho của bác đà nữa, cô cho mấy nhát. Tranh thủ ăn rồi. Mình đi bộ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đây còn có ít đồ ăn à. À, như là anh chưa ăn này nè. Anh sẽ tắt ra cho cả nhà xem. Tắt ra đây anh sẽ thấy. Cả nhà ta cũng thương yêu nhau. Cùng tắt cái chữ gà xà là sụp. Đã không không không. Gần cũng sụp luôn. Bắn giống như quả tiễn nha. Làm đau nha. Hình như ai muốn ăn chín thì chị có sẽ để lâu ở trong cái nồi hơn. Thử nha. Anh cái trứng lòng đào, cái màu lòng đào đó nó giống như màu tương luôn rồi. Cái gì vậy? Em biết hồ không? Hả? Em biết hồ không? Hồ hả? Keo quá hả? Hồ mà
người ta lấy xi măng người ta làm ra hồ á, két lên gạch men á. Gì ghê vậy? Cái này nó vô lưỡi anh á, nó muốn buộc chặt cái lưỡi anh với cái răng luôn á. Cái lưỡi anh á kiểu như muốn nhấc nó cũng rất là khó. Trời trời. Thôi bác, cắt rồi à. Nó hung ra được. Đúng là bỏ sự lầm. Cái gì cũng nghĩ ra được. Nó phải còn tiếng Bắc đi. Em hả? Tao có không khí. Phải tự nhiên em mới nói được chứ đâu phải bắt em nói sao em nói được. Anh thì anh sẽ nói một câu mà anh cũng hay nói. Thanh niên này ra Bắc á, bị người Bắc nói cả nhà. Người trong Nam nói giọng Bắc nghe mắc cười. Nghe nó ngọng ngọng. À, tại vì thanh niên nói cái câu á, cho mấy nhát, cho mấy nhát. Với anh á, gái Bắc á, có giọng nói rất là ngọt ngào, ngọt như miếng lùi á. Nhưng mà chửi á, chửi cũng rất là máu, rất là máu. Đó, cả nhà có thấy cái giọng Bắc của anh Lộc không? Nghe nó chả có chút gì gọi là nghe là biết một người Nam giả giọng Bắc rồi. Chung thì mình cái tài mà giả giọng của mình nó cũng không hay, mình giả cho nó vui thôi. Em giả được là do em gốc Bắc. Mình á cả nhà, mình nói chuyện với người Bắc á, mình nói giọng Bắc luôn. Như Lợi cũng vậy nè, đúng không? Nói chuyện với người Bắc á, mình nói giọng Bắc á, đúng không? Ba mẹ Lợi thì nói giọng không hả? Nghe nói chuyện với người Bắc, em phải nói giọng Bắc đúng không? Đó, giọng Bắc gọi như vậy. Giọng này giọng của Lợi là giọng Bắc 54. Giọng Lợi Bắc 54 á. Ý là lạ thôi. Nhưng mà người ta không thích cái giọng của Việt Nam. Nhiều khi người ta nói, nhiều khi người ta hỏi lại, người ta không hiểu luôn. Đó, đúng đúng nha. Giống như hồi nãy lấy cái muỗng. Ở đây không biết cái muỗng là cái gì. Cái thằng giống như hồi xưa. Không, nói cái muỗng người ta đưa cái này. À, cái vá luôn á. Không, đưa cái đó cái vá tao không biết nha. Ở trong đây là gọi là cái gì ta? Môi. À đúng rồi. Môi. Còn lấy cái giá à, giá bới cơm, giá bới cơm. Sáng hồi trưa mà mình ở Ba Vì á Hùng. Dạ. Thì anh mới đưa cái chén. Đưa cái chén cho anh A Hy á. Sao anh đưa cái chén ăn cơm á là đưa dặn. Nó không phải, cái chén ăn cơm cả đây cái chén á là cái ly. À. Còn khi mà gọi cái chén của cái chén á của mình là cái bát. Đúng rồi. Mình cũng hơi loát não một chút. Nên đưa uống đồ thanh niên, đưa cái chén trong đây. Đúng rồi, hơi khó rồi, đưa cái chén luôn. Nó cái này uống xong là quắt luôn á. Kiểu như vùng miền á cả nhà, cho nên cái cách xưng hô nó sẽ có mỗi vùng mỗi miền nó có một cái cách xưng hô khác nhau. Nhưng mà mình phải uyển chuyển, mình biết được những cái nào mà nó đặc trưng vùng miền đó rồi, thì khi mình nói với người vùng đó mình sẽ lựa cái cách nói cho nó thì khi mà người ta gọi là có một chút một chút hơi gọi là sao ta choáng á, người ta sẽ suy nghĩ coi mình nói cái là cái gì thì mình còn, biết là mình đã cái muỗng còn gọi là cái thìa đúng không? Cái thìa là ở ngoài Bắc á. Ừ. Đây gọi cái thìa đó, còn trong Nam mình là gọi cái muỗng. Ô chào anh nha. Phân đi hùng không, đây anh quay lại nè. À dạ chào anh nha, hôm nay ăn xôi đó. Một anh phan của bạn ơi, kiểu như đi ngang qua thấy thanh niên nào bự bự con trong giống như bỏ sư lòng nè. Biết liền, sắp hết rồi nha cả nhà, sắp hết rồi. Có ăn nhiều không nãy mà chưa năm phần xôi chắc là toàn á. Rồi năm phần xôi rất là toàn á, năm phần là toàn xôi, tuy mình nhìn trên dĩa thấy ít mà mau nó rồi. Mình thấy ở đây mỗi cái bản tên đường sẽ có cái chuồng cột ở trên. Và ở đây họ ghi là tên, không có ghi đường. Không phải đâu, không phải chuồng một cột. Nó là ký hiệu của Văn Miếu. Văn Miếu hả? Văn Miếu à, vâng. Dạ. Mình nói giọng Bắc luôn. Ủa cái đường bự là vẫn gọi là đường hả? Nhiều đây nó sẽ gọi là đường. Và là phố thì cái nó sẽ nhỏ hơn đường. Đây Gia Lâm Mỹ Đình. Xe điện hả? Xe điện Hà Nội. Đó. Rồi chú tài xế này lách rất hay. Lâu quá anh cứ ăn. Ok. Để cho nó lách. Và em quất cái kia nha.
gì? Em ăn cái kia. Ừ em ăn đi, em ăn đi để ngủ. Để bỏ sữa lọc và nghỉ mệt xíu. Còn nhiêu đây thôi. Mình sẽ ăn bên đây. A few minutes later. Cái gì ạ? Nghỉ 2 phút mà có đi lấy được ly. Anh mới đi qua ngoại giao với em gái Hà Nội lấy xôi. Và ngoại giao được một ly sữa đậu nành. Chút trả tiền. Cảm tình quá. Cho đây là hết luôn nha. Dạ. Lâu rồi không ăn anh thấy sao? Em thấy bây giờ bắt đầu so nó nở rồi đó. Căng lắm á. Tối nay và có tập thể dục không anh? Có, anh có 2 giường, 1 giường trống là mới tập rồi đó. Anh tính là tập và kéo giường ra kéo giường vô á. Tới khi mệt là làm 2 giường vô, anh ngay ta ngủ luôn. Ồ, hay á, không có ra trần dân nha. Giờ bị dẹp qua xa, đúng rồi, với lại xa. Bây giờ chỉ còn có vài miếng thịt thôi. Trứng. Cây này nó nghiêng quá. Hả? Cây này sao nó nghiêng? Cây này hả? Ồ, cây này nghiêng quá. Ok. Cây này nó gần chết rồi sao? Lại cái bọn này lại cứ về trước nha. Để làm cái tầm không bị đi. Mai anh em mới gặp. Về tắm là nghỉ ngơi nữa. Không lẽ về tắm không? Đâu, về tắm là dùng đi. Dựng phim hả? Tắm xong dựng phim hả? Hay là trong lúc tắm dựng phim? Hay là xem phim? Hay xem phim? Tắm xong mới dựng. À. Đúng rồi. Hay á. Ủa? À. Chỉ nhìn này, chỉ nhìn này. Chị, lấy thêm xôi đi chị. Ăn hết á, ý là ăn hết dĩa á chị. Đây, hết luôn nha cả nhà. Anh ăn hết luôn đây. Anh ăn hết luôn. Chị ơi, hôm nay em trải nghiệm món ăn xôi á. Và xôi này đặc biệt lắm. Em rất là cảm ơn chị đã tạo ra món xôi này. Cảm ơn những người nông dân đã trồng ra lúa để có cây nếp. Đây là để có gạo nếp. Và món ăn ở đây của chị rất là đặc biệt. Và có cái nồi nướng này là cả nhà. Và sẽ nấu với thịt, nấu với trứng. Còn mình thích nhất là cái hồng đào. Nếu mà ai muốn ăn trứng á thì chị ta lấy cái lòng đào đó chị bỏ vào nồi. Sau đó nấu lên. Nấu lên. Và bên cạnh đó là có cái gà, gà xé cũng bỏ vào cái nước thần thánh đó luôn. Đây, mà cái phần pate thì là phần gan. 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 Cái mà gan nó béo ở Sài Gòn thì nó cảm giác nó đã lắm. Đó là công thức riêng đó. Ăn rất là đã. Rồi chị bỏ nguyên một cái lát đó luôn. Xôi nó rất là dẻo và nó không có bị dính lại với nhau á. Ăn nó tơi tơi, ăn rất là sướng. Bên cạnh đó là khi mà mình ăn xôi ở đây á, mình sẽ được trải nghiệm một cái phong cách rất là Hà Nội. Vỉa hè á hả? Vỉa hè là một nè. Ăn trong cái không gian mà mấy cái tên đường á, gần phố cổ á, mình cảm giác được là mình đang sống trong 36 phố phường. Thì khi mình ăn xong cái này thì mình sẽ đi dạo 36 phố phường. À, nhưng mà em hỏi một câu này cho chị chủ cái. Chị ơi, cái tên đường này là tên Thợ Nhuộm á. Em thấy trên tường có mấy cái này, có phải là mình trang trí cho nó giống cái tên đường không chị? Nè cả nhà, nhìn nè. Chị có lấy đồ chị hát. Ngẫu nhiên thôi. Rồi, đó là clip mà mình đã giới thiệu cả nhà món xôi của chị Nguyệt ở số 30 đường Thợ Nhuộm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nha. Thì anh em mình đặt xôi liên hệ có tuyển nhân viên. Tuyển nhân viên nhưng phải đặt xôi. Thì anh em mình có một cái fanpage trên Facebook này mọi yêu mến, như là muốn cập nhật các sự kiện, mini game hay event. Để anh like cho fanpage để ủng hộ cho mình nha. Link mình để phần mô tả, mọi người hãy đăng ký luôn cho cả kênh Funny Hùng Vlog. Đừng quên TikTok của Võ Sư Lộc và Funny Hùng 116 để theo dõi các động hàng ngày trong sớm anh em mình. Và sắp tới như các bạn có bất cứ thách nào, hãy để lại bình luận dưới comment, mình xem xét và đưa ra những bình luận phù hợp nhất. Đây là clip cho cả nhà cũng thức nha. Dạ. Mọi người ta ăn xôi, nhớ ủng hộ ly sữa đậu nành. Sữa đậu nành rất là ngon. Rồi, ok, xin chào các bạn.